Với lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ và tiềm năng du lịch lớn, Hồ Tràm đang dần thay đổi từng ngày để trở thành một điểm đến hấp dẫn trong tương lai. Theo đó, với sự xuất hiện của nhiều dự án được quy hoạch bài bản đã góp phần tạo nên bức tranh tương lai tươi sáng, hướng đến nghỉ dưỡng sang trọng và thu hút du khách quốc tế. Để hiểu rõ hơn về tiềm năng vùng đất Hồ Tràm, chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi nội dung sau đây. Với hơn 3.200 km đường bờ biển, thiên nhiên rừng vàng đảo ngọc, Việt Nam có một lợi thế trở thành thiên đường du lịch biển quốc tế. Trong đó, Hồ Tràm thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu là nơi hội tụ các tiêu chí nghỉ dưỡng hấp dẫn. Sở hữu 30 km đường bờ biển xanh trong, Hồ Tràm không chỉ là bãi biển dài và đẹp nhất Việt Nam mà còn là một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới do kênh truyền hình Mỹ CNN Go bình chọn. Đồng thời, đây cũng là điểm ngắm bình minh đẹp nhất Đông Nam Á. Thiên nhiên hoang sơ, hệ sinh thái đa dạng và vị trí đắc địa của Hồ Tràm không chỉ khẳng định vai trò trên bản đồ du lịch Việt mà còn là lợi thế cạnh tranh cho điểm đến này cùng với những thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng châu Á. Kính thưa quý vị khán giả, nói về thị trường bất động sản thì phải nói rằng có rất là nhiều vấn đề xoay quanh. Và nhất là Việt Nam của chúng ta là một quốc gia với bờ biển dài và cùng hưởng với đó là ngành du lịch của mình cũng đang phát triển trở lại một cách rất mạnh mẽ. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng biển năm 2022 đã nhanh chóng quay trở lại đường đua. Và trong đó nhiều vùng đất mới được gọi tên. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu anh Nguyễn Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Đông Tây Group, anh Nghiêm Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Land, phụ trách phát triển dự án The Pamir Hồ Tràm, để hiểu rõ hơn về bất động sản nghỉ dưỡng nói chung và đặc biệt là bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản Hồ Tràm. Xin được chào đón hai anh đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Phương Ly, xin chào quý khán giả. Xin chào Phương Ly và xin chào tất cả quý khán giả. Vâng, rất là vui khi mà hai anh đã cùng dành thời gian quý báu của mình cùng đến với chương trình. Và nhiều người vẫn dự đoán là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn còn sốt trong nhiều năm tới nhờ du lịch phục hồi và được xem là ngành kinh tế mũi nhọn. Nhưng mà trên thực tế thì quỹ đất ngày càng khan hiếm, đặc biệt là những dự án có vị trí giáp biển và thuận tiện kết nối với các đô thị trung tâm chắc chắn sẽ được nhiều khách hàng săn đón. Đầu tiên, Phương Ly xin phép được nhờ anh Bình hãy cùng chia sẻ về tổng quan bất động sản thị trường hiện nay và đặc biệt là các bất động sản nghỉ dưỡng được không ạ? Bất động sản của Việt Nam có những cái sự phát triển rất là thịnh vượng từ 2014 đến 2020. Những năm gần đây bất động sản đang có dấu hiệu chững lại và đi ngang. Thì thật ra thì đó là một cái chu kỳ tự nhiên thôi. Tuy nhiên những tháng gần đây thì khi mà nhà nước có cái chính sách thắt chặt tín dụng cũng như là những cái việc liên quan tới thu hẹp cái nguồn vốn tung ra thị trường thì dẫn đến tình hình bất động sản đang trở nên khó khăn và trầm lắng hơn, và đặc biệt là cái việc mà gia tăng lãi suất và lạm phát vừa rồi cũng kéo theo tình trạng là thị trường đang trở nên là chậm lại. Tuy nhiên thì thị trường bất động sản giai đoạn 2022 thì với cái quy mô rất là lớn và cũng như các loại hình bất động sản bây giờ rất là đa dạng chứ không phải như xưa nữa, thì đã tạo ra một cái sự phân hóa rõ rệt. Thị trường chung chậm thôi nhưng mà đâu đó vẫn từng khúc nó vẫn có những cái điểm sáng. Khi mà lạm phát xảy ra thì các nhà đầu tư để tiền đó thì chắc chắn là sẽ mất giá rồi, phải tìm ở một nơi nào đó để gọi là trú ẩn an toàn để cho tài sản mình không bị mất, và để trú ẩn an toàn thì đó là bất động sản. Cho nên là trong nguy lúc nào thì nó cũng có cơ hết. Còn đối với bất động sản nghỉ dưỡng, hầu như các nước hiện giờ đang mở cửa và đang có những chính sách kêu gọi khuyến mãi về sự phát triển du lịch. Là đối với Việt Nam thì du lịch được xem là một cái nền kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới. Do đó thì cộng hưởng với những sự phát triển du lịch và những cái chính sách hiện nay thì tôi thấy là bất động sản nghỉ dưỡng đang có một cái tiềm năng và cơ hội rất lớn để phát triển đồng hành với cái chính sách của quốc gia. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Bình. Thì nhìn lại bức tranh phát triển của thị trường nghỉ dưỡng quen thuộc như là Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang hay là Phú Quốc thì chúng ta có thể thấy là sự phát triển như vũ bão của các bất động sản nghỉ dưỡng biển ở khắp cả Việt Nam. Vậy thì tiềm năng về bất động sản nghỉ dưỡng của Hồ Tràm theo anh Hải thì hiện nay như thế nào ạ? Để mà hình dung được về bức tranh phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm thì chúng ta có thể dễ dàng lấy Hạ Long làm ví dụ. Hạ Long là một bãi biển rất đẹp tại miền Bắc. Thì trước đây để mà đi du lịch từ Hà Nội đến Hạ Long thì đâu đó thì người dân phải mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ, cho đến gần 4 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên kể từ khi mà cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh được hình thành thì là đã giúp cho Hạ Long cất cánh. Và gần như là khách du lịch từ thời điểm đó trở đi là tăng đột biến. Bởi vì là khi mà cao tốc hình thành thì khoảng cách từ Hà Nội đến Hạ Long chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ thôi. Mà không những vậy mà con đường được rút ngắn tới là gần 50 km.
thì bất động sản nghỉ dưỡng cũng như bất động sản nói chung tại Hạ Long cũng đã có một bước tăng trưởng rất rõ rệt. Nếu chúng ta nhìn lại về Hồ Tràm thì đang có một cái điểm đó rất tương đồng so với lại là Hạ Long và Hà Nội. Thì Hồ Tràm chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh đâu đó là hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó. Và từ Hồ Tràm cũng qua rất là nhiều những con đường kết nối giao thông, đặc biệt đó là cao tốc Long Thành Dầu Dây. Chính vì vậy mà bất động sản của Hồ Tràm trong những năm gần đây và những năm tới thì chắc chắn là có sự thay đổi rất là rõ rệt. Và như anh Vũ Hải vừa mới chia sẻ thì rõ ràng Phương Ly thấy được tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm đã rất lớn đúng không ạ? Vậy thì anh Bình có thể chia sẻ thêm với Phương Ly những tiềm năng hiện tại đang có ở Hồ Tràm được không ạ? Theo tôi là Hồ Tràm có một cái sức hút trong thời gian vừa qua và cũng như sắp tới nó sẽ có một cái sự bùng nổ lớn hơn nữa. Thứ nhất là về khoảng cách, nó sẽ tạo được cái việc mà nghỉ dưỡng ngắn ngày, cho nên nó tạo được một cái nguồn khách dự trữ sẵn có hơn 10 triệu lượt khách ở Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Thứ hai nữa, ở đây có một cái bãi biển rất là đẹp và phía sau đó là một cánh gọi là cánh rừng Phước Bửu đó, cái rừng nguyên sinh đó. Thì một bên rừng một bên biển nó tạo được một cái khung cảnh kiểu như là một cái khu nghỉ dưỡng 5 sao á. Chính vì lý do đó mà hiện giờ nơi đây đã thu hút rất nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng và khách sạn quốc tế về đây. Thứ tư nữa là các tiện ích ở đây cũng dần dần đang được hình thành, đang rất là đa dạng. Và cuối cùng đó là việc kết nối hạ tầng rất là dễ dàng. Và để nói về kết nối hạ tầng thì tôi nghĩ là anh Hải đã có những cái nghiên cứu rất là sâu về hạ tầng, thì chắc là anh Hải sẽ chia sẻ sâu hơn. Khi mà nói đến đầu tư bất động sản thì chắc chắn là có một yếu tố mà hầu hết tất cả nhà đầu tư đều quan tâm, đó chính là yếu tố cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối. Yếu tố này sẽ là quyết định về cái tiềm năng tăng giá cũng như là giá trị bất động sản tại khu vực đó. Thì riêng với Hồ Tràm, kết nối giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồ Tràm đang có một cái hệ thống giao thông rất là tốt nhờ vào cái tuyến đường cao tốc Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, và thì chúng ta vẫn còn một con đường là quốc lộ 51 nữa, và từ quốc lộ 51 là sẽ có thể hướng thẳng tới Hồ Tràm rất là nhanh chóng. Đặc biệt trong thời gian sắp tới thì là sẽ sắp khánh thành một phần cao tốc mới, đó chính là bến lức Long Thành. Với đường cao tốc này thì chắc chắn là rất là nhiều người dân tại lục tỉnh miền Tây đang mong chờ, bởi vì đây sẽ là tuyến đường trọng điểm để kết nối giữa lục tỉnh miền Tây và Hồ Tràm. Và tiếp theo nữa đang mong chờ không những người dân Thành phố Hồ Chí Minh mà người dân của tất cả miền Nam, đó chính là sân bay quốc tế Long Thành. Khi sân bay quốc tế này Long Thành được hình thành thì đây sẽ là một cái tâm điểm kết nối giữa khách du lịch quốc tế đến Hồ Tràm và đặc biệt là rất là nhiều tỉnh thành khác có thể dễ dàng đi đến Hồ Tràm gần hơn. Và qua những chia sẻ vừa rồi của anh Hải thì Phương Ly cũng phần nào hình dung ra được một bức tranh đầy màu sắc tại thị trường Hồ Tràm trong thời gian tới. Và được biết thì trong giai đoạn vừa qua thì Đông Tây Land đã có một bước phát triển được xem như là bước ngoặt lớn khi trở thành chủ đầu tư với một dự án tại Hồ Tràm là Le Pamir. Với vai trò là nhà lãnh đạo thì tại sao anh Bình lại quyết định đầu tư tại dự án này cũng như là khu vực này, và những giá trị nào mà khách hàng cũng như là nhà đầu tư sẽ nhận được khi mà cùng đồng hành với dự án Le Pamir ? Đông Tây Land chúng tôi đã hình thành và phát triển đến nay là cũng gần 10 năm. Thì mình luôn đứng về góc độ khách hàng để mình có thể hiểu được hết tâm tư, nguyện vọng cũng như là những cái nhu cầu của họ. Chúng tôi cũng đi tìm rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều các vùng đất cũng như là các nơi mà mình đã từng kinh doanh qua. Thì cuối cùng mà chúng tôi lựa chọn Hồ Tràm. Đối với dự án này, chúng tôi đã xây dựng và đã vận hành thử một năm. Khi mà có cái lượng khách rất là ổn định thì bắt đầu chúng tôi mới tiến hành tung ra thị trường. Và bên cạnh đó chúng tôi mong muốn mang ba cái giá trị an toàn, an tâm, an nhàn mà Đông Tây Land muốn gửi gắm đến cho những khách hàng thân thuộc của mình. Hiện hữu bên top bãi biển đẹp hoang sơ nhất thế giới, Hồ Tràm bước vào trái tim của du khách và gia chủ bằng thanh âm trong trẻo của thiên nhiên thuần khiết cùng chất lượng dịch vụ được trao gửi từ tâm. Le Pamir Hồ Tràm là dự án với 12 căn villa và 45 căn condotel cùng với nhiều tiện ích đặc trưng. Trong sắc xanh bình yên, Le Pamir mở ra miền cư trú an nhiên, trong lành với những ngôi nhà retreat mát mẻ với hàng dừa dọc lối đi, tươi mới, lấy cảm hứng từ những vùng miền nhiệt đới tràn ngập nắng gió. Với định hướng phát triển, nhà là nơi nghỉ dưỡng hạng sang, Le Pamir là nơi trao tặng cảm hứng cho những người thân yêu, vun đắp cảm xúc và nuôi dưỡng từng khoảnh khắc tâm hồn. Vậy thì với phương diện đầu tư, hiện tại Le Pamir có những lợi thế cạnh tranh ra sao để thu hút các nhà đầu tư, khách hàng, và anh Hải có thể là chia sẻ với Phương Ly về điều này được không ạ? Nếu mà nói về thế mạnh của Le Pamir Hồ Tràm thì điểm đầu tiên mà chắc là tôi muốn nhấn mạnh tới đó chính là đây là dự án đã được hoàn thiện và đã đang vận hành. Bởi vì đa phần các dự án hiện nay
chủ tư mở bán khi mà dự án chưa xây dựng hoặc là đang xây dựng. Nên đó cũng là một trong những yếu tố an toàn dành cho khách hàng. Và thứ hai nữa, sau hơn một năm vận hành thử thì đến ngày hôm nay thì Le Palmier Hồ Tràm đã ghi nhận được mức doanh thu cũng như là công suất phòng rất là cao. Chính vì vậy mà có thể sẽ mang lại dòng tiền không những đều đặn mà sẽ mang lại dòng tiền tức thì cho nhà đầu tư. Và thứ ba, về chính sách bán hàng, hiện nay thì Le Palmier cũng đã hoàn thành xong. Tuy nhiên thì với chính sách thanh toán rất là linh hoạt thì khách hàng sẽ có lên tới là 16 tháng để thanh toán cho những cái sản phẩm tại Le Palmier. Thứ tư, vị trí của Le Palmier thì được nằm tại một vị trí rất là đắc địa, nằm ngay gần như là trung tâm, nơi mà tập hợp rất là nhiều thương hiệu lớn tại resort, và cũng là nơi có bãi biển rất là đẹp, gần phố đi bộ, rồi gần những cái tiện ích khác xung quanh tại Hồ Tràm. Và thứ năm cũng là cái rất là quan trọng, đó chính là pháp lý dự án. Thì hiện nay pháp lý của khối căn hộ cũng như là biệt thự thì đều đã được hoàn thiện đầy đủ hết. Và hiện nay thì chúng ta thấy được rằng đối với bối cảnh siết chặt tín dụng và các kênh đầu tư cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Và theo anh Bình thì nên lựa chọn sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đáp ứng những yêu cầu gì để đầu tư và mang lại giá trị bền vững thưa anh? Đối với cái việc đầu tư bất động sản thì chúng ta cũng phải dựa vào từng thời kỳ, từng thời điểm mà nó có những cái tính chất và những cái quyết định nó phù hợp. Trong thời điểm này chúng ta nên lưu ý 3 yếu tố mà chúng ta cân nhắc trước khi mua một bất động sản. Thứ nhất là trong thời điểm mà lạm phát, trong thời điểm mà bảo giá, cũng như trong thời điểm mà tất cả những cái dự án mình cũng đang đắn đo rất nhiều pháp lý, đúng không, như chúng ta nghe gần đây, thì chúng ta phải lựa chọn một dự án nó có một cái pháp lý rất là chắc, phải rõ ràng, phải sạch. Thứ hai nữa, trong thời điểm này thì các sản phẩm mà đặc biệt bất động sản nghỉ dưỡng nha, là làm sao đó phải tạo ra một dòng tiền tốt để cho chúng ta có một cái nguồn thu nhập ổn định. Và thứ ba nữa, bất kỳ một bất động sản nào khi chúng ta mua, chúng ta phải xem coi cái dư địa tăng trưởng nó còn hay không. Trong vài năm tới nó sẽ có một cái việc bùng nổ hay việc đột phá về kết nối hạ tầng, thì chắc chắn là bất động sản đó cũng sẽ phát triển đi theo, và cũng cần gọi là có một cái sự nghiên cứu kỹ về thị trường trong điểm này thì chúng ta mới có một quyết định đầu tư sáng suốt. Vâng, thưa quý vị, nói về thị trường bất động sản thì thông qua chia sẻ đến từ hai đại diện ngày hôm nay, quý vị đã thấy rõ ràng một bức tranh muôn hình muôn vẻ, và đâu đó trong mảng xám của thị trường bất động sản hiện nay vẫn có những điểm sáng cho những bất động sản, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng. Nên thành thử ra nếu như trong thời điểm hiện tại quý vị đang mong muốn tìm kiếm một kênh đầu tư dành cho bản thân của mình thì hãy nhớ luôn cẩn trọng và đầu tư làm sao cho phù hợp nhất quý vị nha. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hai đại diện ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Thái Bình và anh Nghiêm Vũ Hải cũng đã đến và đồng hành với chương trình ạ.